Chúng ta đang ở đồng bằng Kazakhstan, cách 1.000 dặm về phía đông nam của thủ đô Moscow. Soyuz, tên lửa đẩy 300 tấn trong chương trình không gian của Nga, đang được đưa ra bệ phóng. Đây là sân bay vũ trụ tại Baikonur. Một hình ảnh giống như ở phương Tây mà chúng ta đã thấy. Dưới thời Liên Xô cũ, nơi đây rất bí mật. Nó thậm chí còn không tồn tại trên bản đồ. Ngày nay bạn sẽ thấy có nhiều người ngoài vào đây trong mỗi lần phóng. Như thường lệ, một thành viên của phi hành đoàn là một người nước ngoài. Bệ phóng này đã có một lịch sử rất dài. Công nghệ đáng tin cậy này đã phóng hơn 1.000 tên lửa. Hầu hết đều không bao giờ được công chúng nhìn thấy. Ngày nay, mọi bí mật và sự nghi ngờ đã biến mất. Các nước trên thế giới đang cùng nhau xây dựng trạm vũ trụ quốc tế thường trực đầu tiên. Giai đoạn 1, một loạt các nhiệm vụ chung và trao đổi phi hành đoàn đang được tiến hành. Điểm đến, trạm không gian Mir của Nga. Mir tiếng Nga nghĩa là hòa bình. Có rất nhiều phần cứng trong quỹ đạo, nhưng trạm vũ trụ này với cái tên gọi đầy hy vọng là điều phức tạp hơn cả. Nó trở thành nhà của những người đàn ông và phụ nữ trong hơn một thập kỷ. Họ đến và đi trên tàu vũ trụ Soyuz, đậu ở đó phía bên phải. Hai hay ba người trong số họ sống ở module trung tâm. Một số phải ở hơn một năm. Ban đầu đó là toàn bộ Mir, các phần khác được lắp vào trong những năm tiếp theo. Đậu bên trái là Progress, tàu vận chuyển không người lái, mang theo hàng tiếp tế, sau đó mang đi toàn bộ rác thải và đốt chúng khi nó đi vào khí quyển trái đất. Và bây giờ có một vị khách đến trạm Mir của Nga, một công dân Mỹ, phi hành gia, nhà khoa học Shannon Lucid. Cô ấy là phi hành gia kỳ cựu trong 4 chuyến bay tàu con thoi và đã có hơn 800 giờ trong vũ trụ. Cô ấy là người phụ nữ Mỹ đầu tiên sống trên trạm Mir, và cô ấy coi như đó là nhà của mình. Tôi nghĩ tôi sẽ ở Mir khoảng 3 tháng, khi tàu Progress đầu tiên đến, và chúng tôi mở nó ra. Rồi Yuri nói, bạn thử ngửi thấy, tất cả những trái cây và rau quả tươi ngon đang ở đây. Vì vậy chúng tôi mở nắp, và lấy những chiếc túi ra. Bữa trưa chúng tôi có cà chua và hành củ. Đó là bữa ăn ngon nhất mà tôi đã từng ăn trong cuộc đời mình. Nó thật là tuyệt.
Shannon lớn lên ở Bethany, Oklahoma, một người trong phi hành đoàn sinh ra ở Nga, một người khác thì ở Ukraine. Một đêm, tôi và Yuri ngồi lại với nhau và nói về thời niên thiếu của chúng tôi. Chúng tôi ở đây, ba con người, sinh ra ở hai quốc gia khác nhau và làm việc cùng nhau. Chúng tôi đang có thời gian thật sự tuyệt vời. Điều đó gây ngạc nhiên cho chúng tôi. Thế giới đã thay đổi như thế nào? Chúng tôi nói chuyện về thời gian khi chúng tôi lớn lên. Mỹ đã sợ Nga như thế nào? Rồi họ giải thích cho tôi Nga đã sợ Mỹ như thế nào. Chiến tranh lạnh có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên diễn tập bị đánh bom ở trường và bò dưới gầm bàn. Bức màn sắt đã trải đi khắp lục địa. Tôi nhớ rất rõ trong đêm Stalin mất. Nước Nga là kẻ thù. Nước Mỹ phải có sức mạnh để chống lại Nga. Tôi nhớ khi Sputnik được phóng, đứng bên ngoài cổng trường và nghĩ về các vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất. Và tôi nghĩ đó là những gì mình có thể làm. Tôi có thể đi và trở thành một nhà thám hiểm không gian, bởi vì chắc chắn không gian sẽ không được khám phá hết trong thời gian tôi lớn lên. Ông Ca nói Liên Xô sẽ vượt qua Mỹ và chào bye bye Mỹ. Sau đó tôi nhớ khi có 7 người đầu tiên được chọn. Lúc đó tôi đã viết một bức thư gửi đến tạp chí Times và tôi đã hỏi họ tại sao chỉ có đàn ông được chọn. Nhưng Nga là nước đầu tiên đưa con người vào không gian. Người anh hùng dân tộc Yuri Gagarin. Tôi nghĩ điều đó thực sự đáng nhớ khi con người có thể bay vào không gian. Nhưng rồi tôi lại nghĩ tại sao Mỹ không làm điều này. Và thế này, không có ý định trở thành kẻ thất bại trong cuộc đua khám phá không gian. Chúng tôi muốn trở thành một phần của nó. Chúng tôi muốn là người dẫn đầu. Tôi đã bán chiếc xe đạp của mình để mua bộ kính viễn vọng. Và cùng một người bạn, chúng tôi dành cả buổi tối để vẽ bản đồ mặt trăng, giống như các nhà thiên văn thực sự. Tranquility Base đây, đại bàng đã hạ cánh. Đó là bước nhỏ của một người, nhưng lại là bước nhảy vọt lớn cho nhân loại. Cuộc chạy đua không gian đã từng rất viển vông. Nhiều đứa trẻ muốn trở thành phi hành gia hơn cả trở thành tổng thống. Nhưng chiến tranh lạnh vẫn tiếp tục leo thang. Chưa bao giờ trong lịch sử loài người có nhiều vũ khí hủy diệt được tích trữ như thế này. Nhưng thậm chí những mối đe dọa về sự hủy diệt không thể làm ngạt thở ham muốn khám phá của con người. Ở Mỹ, tên lửa Titan chở các thiết bị nghiên cứu các thí nghiệm khoa học, Viking và Voyager thì thăm dò các hành tinh. Một số tên lửa của Liên Xô được lấy ra từ các dây chuyền lắp ráp vũ khí cũng được lựa chọn thám hiểm không gian. Vào năm 1975, nhiệm vụ chung đầu tiên giữa Mỹ-Liên Xô trong không gian, tàu Apollo Soyuz thắp lên hy vọng về sự hợp tác trong tương lai. Khi căng thẳng được làm dịu đi, quan hệ đối tác mới nổi lên và các công ty Mỹ đã bắt đầu liên doanh thành công với các nhà máy chế tạo tên lửa tại Khrushchev. Dường như sau đó thời kỳ đen tối của chiến tranh lạnh đã kết thúc. Liên Xô sụp đổ. Những công nhân này thức tỉnh trong một quốc gia mới. Nước Nga mới bây giờ có trạm Mir. Nước Mỹ có tàu con thoi. Các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã đồng ý. Tại sao không kết hợp những vật chất và khám phá không gian cùng với nhau? Những nhiệm vụ chung mới đầy tham vọng được bắt đầu. Các phi hành gia đang ở đây, tại Nga, được đào tạo cùng với nhau. Thử thách đầu tiên phải vượt qua, sốc văn hóa. Một trong những lý do tại sao tôi tình nguyện chọn chương trình này là đó là một thách thức khi giao tiếp với ai đó có ngôn ngữ khác. Bạn biết đấy, tìm hiểu một chút về cuộc sống ở Nga. Đây là những đứa trẻ của nước Nga mới. Chúng là con của những phi hành gia. Phi hành gia Vladimir Dezuzov và gia đình đang sống ở đây trong thành phố ngôi sao. Đây là khu phức hợp không gian của Nga, trong một khu rừng ở ngoại ô Moscow.
Tôi thực sự thích quãng thời gian sống ở thành phố ngôi sao. Nó như là kiểu sống ở một căn cứ không quân, bởi vì nó là một phức hợp lớn và hướng về cộng đồng dân cư, với ý nghĩa là mọi người đi bộ đến bất cứ đâu mà họ muốn đi. Họ không sử dụng xe hơi. Thành phố ngôi sao cũng là nơi có mô hình có kích thước đầy đủ của trạm Mir. Bây giờ nó thu hút các nhà du hành Mỹ, những người đang được làm quen với trạm và cách nó vận hành. Họ không chỉ học toàn bộ các chi tiết của trạm Mir, mà họ phải học với các ngôn ngữ khác nhau. Một ngày điển hình, chúng tôi bắt đầu lúc 9 giờ sáng và chúng tôi phải nghe tất cả mọi thứ bằng tiếng Nga trong suốt cả ngày dài. Có những thời điểm ở đâu đó tôi chỉ nghe thấy tiếng Anh là khi chúng tôi trên đường đi tới lớp. Charlie Brecott không phải là người Nga, anh ấy là nhà du hành người Mỹ, sinh ra ở Massachusetts. Hiện tại anh ấy đang luyện tập trong tên lửa huấn luyện Soyuz. Tôi nhận ra khi tôi bắt đầu luyện tập và gặp những người Nga, đó là nếu tôi không thể đi tới cửa sổ với một nhà du hành, một anh chàng lái chiếc MiG bay qua biên giới khi tôi ở phía Tây lái chiếc F-15, ngạc nhiên trước vẻ đẹp của hành tinh và chia sẻ khoảnh khắc ấy với anh ta, tôi đã tự bảo hại mình. Chẳng bao lâu nữa, Charlie sẽ chia sẻ thời khắc đó với các nhà du hành vũ trụ ngay khi tàu con thoi cập bến trạm Mir lần đầu tiên. Anatoly Solonyev bên trái đã ở trong không gian hơn 6 tháng, bên cạnh là phi hành gia kỹ sư Nikolai Burarin. Đây là chuyến bay đầu tiên của anh. Nếu bất cứ thứ gì trục trặc trong không gian thì Soyuz sẽ là tàu cứu sinh của họ. Bên trong máy ly tâm này, các phi hành gia đang thử những điều kiện mà họ sẽ đối mặt khi tàu phóng và hạ cánh, áp lực gần 8 lần trọng lực của trái đất. Đối với các nhà du hành, trải qua môi trường không trọng lực là bài tập cơ bản. Và với những nhà du hành, luyện tập là không bao giờ ngừng nghỉ. Phòng tập thể dục là một nơi đặc biệt cho các nhà phi hành gia gặp nhau, đặc biệt là vào cuối ngày. Sức mạnh của anh ở đâu? Bạn sẽ thấy không chỉ có người Nga và Mỹ, mà còn có những người từ các quốc gia châu Âu khác. Claudie Sehays đến từ cơ quan hàng không vũ trụ Pháp. Nhiều phi hành gia người Đức chuẩn bị sẵn sàng để bay lên Mir. Nhiều người từ các nước khác nhau tập luyện để bay cùng với người Nga. Bạn có cơ hội để hòa nhập và chia sẻ những kinh nghiệm với nhau. Anatoly và gia đình sống thoải mái trong căn hộ ở thành phố ngôi sao. Tôi đã sống ở đây 20 năm rồi. Tôi có vợ và hai con trai, một con chó. Anatoly và Nick sẽ được đào tạo phóng tàu con thoi ở Texas. Bây giờ đến lượt họ phải chịu cú sốc văn hóa. Khi chúng tôi đến Texas lần đầu tiên, nó khá khác thường với chúng tôi. Mà chúng tôi thì rất bình dân. Mỗi ngày, chúng tôi đều có cơ hội được gần nhau. Và điều đó thú vị với chúng tôi. Đây là nhà của phi hành gia Ellen Parker. Cô ấy và thuyền phó Bonnie Dunbar sẽ cùng với Charlie và hai phi hành gia trên tàu Atlantic lần đầu tiên cập bến tàu con thoi vào trạm Mir. Cho tôi miếng gà. Ok gà. Và việc bàn giao đã hoàn thành, đây là nhiệm vụ đầu tiên được trao đổi giữa phi hành đoàn Nga và Mỹ. Nó sẽ mang Norm Taggart trở về, người Mỹ đầu tiên sống trên Mir. Norm và những phi hành gia khác đã ở trong không gian được 4 tháng.
Phi công kiểm soát đồng thời 8 thông số để có thể cập bến thành công. Bạn có 2 phương tiện nặng 100 tấn có thể va chạm bất cứ lúc nào và bạn sẽ gây thiệt hại rất lớn nếu làm việc đó không chính xác. Nếu nó không ở đúng vị trí, trái, phải, lên xuống, trong hay ngoài, nó sẽ không thể kết hợp một cách chính xác, nhưng thậm chí còn phức tạp hơn. Chúng tôi phải kết hợp vị trí cùng với định hướng, tốc độ và thời gian đến của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi có thể bay trên nước Nga để liên lạc với mặt đất tại Moscow cộng hoặc trừ 2 phút. Ok, chúng ta cách khoảng 0,9 mét. 50 giây. Ok, CSS đã khóa. Modul nhìn từ đây thật tuyệt. 40 giây. Còn 0,3 mét. 25 giây. Được rồi, chúng đã ghép lại với nhau. 20 cm. 0,1 hay 0,06. 0,06. 10 cm. Làm ngay đi. Chúng ta đã giữ được. Đồng hồ đang chạy. Đèn điều chỉnh đang nhấp nháy. Tôi đoán là nó sẽ sáng. Chúng ta đã điều chỉnh. Mission Commander Hoot Gibson opens the hatch. Just the kind of thing that was. Chỉ toàn là những điều bất ngờ. Bạn mở cửa và câu nói đầu tiên là xin chào những anh chàng lộn ngược. Xin chúc mừng tàu con thời Atlantic chạm vũ trụ Mir. Sau 20 năm, tàu của chúng tôi mới lại ở trên quỹ đạo một lần nữa. Điều đó nghe như là họ sắp được lên các phương tiện truyền thông. Anatoly là phi hành gia kỳ cựu. Ông đã lên đây nhiều lần trước. Nhưng với Nikolai thì rất là thú vị, bởi vì đây là lần đầu tiên anh đến trạm Mir. Phi hành đoàn đang điều hành trạm khi chúng tôi đến. Sĩ quan chỉ huy Vladimir Dzurov và kỹ sư điều hành bay Gennady Shchekalov. Căn cứ chính là mô đun trung tâm của Mir, nhưng nó cũng là nơi tiếp khách, nhìn rất giống căn bếp của tôi, là tiếp khách trong nhà tôi. Ở đây có một cái bàn và nó là nơi tập trung, làm việc cũng như ăn uống và còn để giải trí nữa. Thiết bị công nghệ cao đó là một bộ cảm biến chấn động và mỗi khi Mir lắc lư thì con chim này sẽ kêu lên. Gennady và tôi đang chuyển nước, được hỗ trợ từ tàu con thoi sang trạm Mir. Chúng tôi chuyển hơn 2,5 lần so với kế hoạch ban đầu, khoảng 480 kg. Chúng tôi rất bận rộn trong 5 ngày tàu cập bến, mang hàng tiếp tế đến và rác thải trở về. Trong khi ở lại đây, Vladimir, Gennady và Tom Tagat đã ăn khoảng 330 bữa quanh cái bàn này. Những thiết đãi của chủ nhà rất nhiệt tình và chỉ dành cho những dịp đặc biệt như thế này. Đây sẽ là đêm cuối cùng của Nam trên trạm Mir. Anatoly là phi hành gia kỳ cựu. Ông đã lên đây nhiều lần trước. Nhưng với Nikolai thì rất là thú vị, bởi vì đây là lần đầu tiên anh đến trạm Mir. Phi hành đoàn đang điều hành trạm khi chúng tôi đến. Sĩ quan chỉ huy Vladimir Dzurov và kỹ sư điều hành bay Gennady Shchekalov. Căn cứ chính là mô đun trung tâm của Mir, nhưng nó cũng là nơi tiếp khách, nhìn rất giống căn bếp của tôi, là tiếp khách trong nhà tôi. Ở đây có một cái bàn và nó là nơi tập trung, làm việc cũng như ăn uống và còn để giải trí nữa. Thiết bị công nghệ cao đó là một bộ cảm biến chấn động và mỗi khi Mir lắc lư thì con chim này sẽ kêu lên.
Gennady và tôi đang chuyển nước, được hỗ trợ từ tờ quân thoi sang trạm Mir. Chúng tôi chuyển hơn 2,5 lần so với kế hoạch ban đầu, khoảng 480 kg. Chúng tôi rất bận rộn trong 5 ngày tàu cập bến, mang hàng tiếp tế đến và rác thải trở về. Trong khi ở lại đây, Vladimir, Gennady và Tom Tagat đã ăn khoảng 330 bữa quanh cái bàn này. Những tiết đãi của chủ nhà rất nhiệt tình và chỉ dành cho những dịp đặc biệt như thế này. Đây sẽ là đêm cuối cùng của Norm trên trạm Mir. Norm là người Mỹ duy nhất từng lái tên lửa của Nga vào vũ trụ. Anh ấy đã phải học ở Nga 3 năm cho chuyến bay này. Chúng tôi đã biết nhiều về khía cạnh tâm lý khi rời xa gia đình từ Norm, khi anh ấy ở trên trạm Mir. Một trong những thứ chúng tôi đề nghị cho các trạm vũ trụ trong tương lai, đó là Kayuta, trong tiếng Nga có nghĩa là khoang riêng. Bạn có thể nhìn ra cửa sổ, một điều rất tốt, bởi vì bạn có thể thấy trái đất hoặc những vì sao. Sau đó, đến lượt Norm nói về tàu con thoi cho Vladimir và Gennady, đặc biệt là phòng thí nghiệm không gian, nơi mà họ sẽ tiến hành các kiểm tra để tìm hiểu cái gì đã tác động lên chúng ta khi ở trong không gian khá dài. Chúng tôi làm một số phép đo để tìm hiểu cơ thể đã thích nghi như thế nào trong một thời gian dài. Chúng tôi cũng làm các kiểm tra tương tự khi trở về trái đất để xem cái gì đã làm cho cơ thể tái thích nghi. Chúng tôi có một hệ thống mới cho ghế ngồi và sự trở về của những thành viên trong phi hành đoàn. Lưng của chiếc ghế ngồi tựa lên sàn và như bạn thấy, chúng tôi tạo ra những chiếc ô để giữ chân của họ lại. Điều này mang lại thêm cho họ sự an toàn và làm cho những cú hạ cánh nhẹ nhàng hơn. Để tay anh ra phía sau. Trong 24 giờ, họ sẽ đóng gói mọi thứ, vừa vặn chứ. Con tàu sẽ nhổ neo rời Mir và trở về nhà. Anatoly, hay gọi chúng tôi là cơn bão, anh ấy nói, Uragan Proso, trong tiếng Nga, có nghĩa là cơn bão cuốn đi mọi thứ. Khi rời đi, chúng tôi bắt tay Anatoly và Nick, đóng cửa hầm lại, và bạn nhận thấy ở phía bên kia, rất là yên lặng. Đó là khoảnh khắc chia ly khi rời đi, để lại những người bạn ở phía sau, và bạn thấy trạm Mir và tàu đang tách dần ra. Một điều rất đúng là cơn bão đã cuốn đi mọi thứ. Và bạn biết, mình đang nói lời tạm biệt, nhưng đó không phải là điều bạn muốn. Bởi vì tàu con thoi có cánh, nên nó hạ cánh một cách nhẹ nhàng. Đối với Anatoly và Nick, bên trong buồng chật hẹp của Soyuz, sự trở về sẽ rất khó khăn. Anatoly kiểm tra lại lần cuối cùng những bộ đồ của mình. Soyuz tách khỏi trạm Mir và đưa phi hành gia trở về nhà. Họ sẽ hạ cánh ở vùng đồng bằng Kazakhstan. Soyuz không thể lướt nhẹ nhàng như tàu con thoi. Cách duy nhất để hạ cánh tàu này là nhảy dù trực tiếp xuống mặt đất. Bạn phải chuẩn bị cho chính mình. Đó là một va chạm mạnh, vì bạn không quen với tác dụng của trọng lực. Vợ của Anatoly,
Natalia và con trai đang chờ anh ở thành phố ngôi sao. Tất nhiên, bạn suy nghĩ về thời điểm này rất nhiều lần. Bạn nghĩ rằng làm thế nào để lặp lại? Các bạn sẽ thấy nhau như thế nào? Tôi nghĩ điều đó khó có thể diễn tả thành lời. Trong khi những phi hành gia này đang trở về với gia đình của mình, thì những người khác đang thay thế cho họ. Theo các phi hành đoàn từng đến rồi đi, Mir đã phát triển từ một trạm nhỏ, trở thành một cung điện giữa vũ trụ. Nó nhìn giống như một con nhím. Bạn băn khoăn những cái gai gắn trên nó là những thứ gì? Đó là những tấm pin năng lượng mặt trời. Nó cung cấp năng lượng cho trạm. Bất cứ ai lần đầu tiên vào trạm Mir đều cảm thấy hơi bất ngờ vì không gian chật hẹp, cộng thêm rất nhiều thiết bị tích lũy trên đó trong nhiều năm. Hãy tưởng tượng bạn đang sống trong ngôi nhà của mình và bạn không vứt đi bất cứ thứ gì trong hơn 10 năm, và rồi bạn mang một vài thứ mới về. Vậy bạn sẽ để chúng ở đâu? Giữa một đống thiết bị và hàng tiếp tế, thì việc di chuyển và tìm đường trong mê cung này thật không dễ chút nào. Khi bạn đi đến các điểm nối, bạn phải nghĩ xem mình sẽ đi thẳng hay rẽ sang hướng khác để đi tiếp. Mỗi ngày chúng tôi phải tập trên máy chạy bộ hoặc cơ công kế, và điều này rất quan trọng vì chúng tôi phải chắc chắn rằng cơ thể chúng tôi đã trở lại bình thường khi chúng tôi trở về trái đất. Tôi bị mất một chiếc giày và tôi vẫn cần nó để tập, vì thế tôi đã cố gắng tập chân không, nhưng mà tôi vẫn đau chân khi tập trên máy chạy bộ. Vì vậy tôi treo thưởng, tôi nói, người nào tìm thấy giày của tôi sẽ cho họ một chiếc túi đặc biệt của Sharrow. Họ có thể có toàn bộ túi. Thật tốt là điều đó làm tăng thêm sự quan tâm, và vài ngày sau họ mở những tấm lót sàn và tìm ra chiếc giày thất lạc của tôi. Các mô đun không có cùng định hướng. Bởi thế, khi bạn đi từ mô đun này sang mô đun khác, bạn sẽ bị lộn ngược, đi chân và sang ngược nhau, nên phải xoay người lại cho đúng hướng. Priroda là mô đun mới nhất được lắp vào Mir. Nó mang theo các thí nghiệm khoa học của Mỹ, châu Âu và Nga. Các nghiên cứu thực hiện ở đây hôm nay rất quan trọng đối với việc lập kế hoạch cho trạm vũ trụ quốc tế trong tương lai. Từ mỗi thí nghiệm, chúng tôi biết thêm nhiều về môi trường không gian và làm thế nào để tồn tại bên ngoài trái đất. Không có nước, không có đất. Trạm phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung cấp cho nó, cho tất cả mọi thứ. Điều đó không có nghĩa là không thể trồng được thứ gì. Chúng tôi trồng các hạt lúa mì và chúng bắt đầu lớn lên. Và ngay trước khi tôi rời Mir, những hạt lúa mì đã nảy mầm. Những gì chúng tôi cần phải có, nếu chúng tôi tiếp tục đi đến những hành tinh khác, thì khả năng phát triển và cải tạo trong tờ vũ trụ là tự chính nó. Trên chuyến bay đầu tiên, chúng tôi đã thấy nhiều điều về trái đất hơn là thấy trên những chuyến bay ngắn. Lần đầu tiên tôi đứng đây, rất nhiều hồ đã bị đóng băng, và rồi một vài tuần sau, bạn có thể thấy băng tan. Bạn có thể thấy những mảnh đất lớn đang được phủ màu xanh khi mùa gieo trồng bắt đầu. Tôi thực sự thích điều đó. Norm nói rằng điều đó rất quan trọng vì mỗi người cần phải có một cái gì đó mà họ thích, làm trong thời gian rảnh rỗi. Để giống như ở nhà, tôi lấy những hộp thức ăn và dùng dây chun buộc chúng lại và để sách của tôi trong đó. Điều đó khiến tôi thấy thật sự tốt như ở nhà vậy. Trên con tàu Progress đầu tiên lên đây, con gái tôi đã bỏ một cuốn sách khoa học viễn tưởng. Tôi rất thích nó và đọc nó đầu tiên. Sau đó đột nhiên nó kết thúc, và hồi kết thì lại ở phần 2. Phần 2 không có ở đây. Con bé đã không bỏ nó vào. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra cảm giác bị cô lập. Và rồi chúng tôi nhận vài tin dữ trái đất. NASA đã phát hiện có vấn đề với tên lửa đẩy của tàu con thoi. Chúng được sử dụng để phóng tàu Columbia
lên quỹ đạo hai tuần trước. Điều đó có nghĩa là phi hành gia Shannon Lucid sẽ ở lại trên trạm Mir lâu hơn so với kế hoạch. Alan Stead dự định sẽ đón cô ấy ở trạm Mir, nhưng NASA nói rằng vấn đề này có thể khiến Lucid tạm thời mắc kẹt ở trạm Mir. Nếu có trục trặc gì trên Mir, mọi người phải sơ tán ngay lập tức, vì Soyuz luôn ở trên Mir, đó là tàu cứu hộ đưa mọi người về trái đất. Không một người Mỹ nào từng hạ cánh theo kiểu Nga bằng tàu Soyuz. Tôi nghĩ về điều đó và tôi đã nói một chút về nó với Yuri, và Yuri cũng suy nghĩ việc đó. Tôi luôn nghĩ rằng rất là tốt khi nói về những khả năng có thể xảy ra. Đôi khi những lần hạ cánh theo kiểu Nga rất khó khăn, nhưng người Nga đã làm điều đó trong rất rất nhiều năm. Vì thế tôi tin chắc mọi thứ sẽ ổn cả. Con gái gửi cho tôi một bức thư, đừng lo lắng mẹ à. Bố đang chăm sóc cả nhà rất tốt, bố đã giặt ủi cả tối hôm qua. Bố dùng nước tẩy Windex thay vì Clorox. Vì thế đó là những thứ ít ỏi mà giữ bạn liên lạc với những người mình yêu thương. Đó là 8 tuần dài trước khi Atlantic được phóng lên. Chúng tôi đã nhận được tin đó. Chỉ huy Bill, Reddy và phi hành đoàn đã sẵn sàng để đi. Vào đêm phóng tàu, khi bạn đến bên bệ phóng, tàu đang khởi động, gió đang thổi, bạn chỉ nghe thấy tiếng huýt gió và tiếng dây xích chạm nhau. Những người duy nhất ở đó là những người chuẩn bị cho bạn. Chuyến bay đưa Shannon về nhà đã khởi hành. Khi càng ngày càng gần trạm Mir, bạn cần phải tập trung vào nhiều các nhiệm vụ cần thiết. Đó là cung cấp thực phẩm, quần áo, nước, thậm chí là cả không khí cho Mir. Shannon đang chờ đợi chúng tôi. Cuối cùng thì cũng đến khoảnh khắc khi tàu cập bến. Nhìn qua ô cửa nhỏ, bạn thấy được những khuôn mặt phía bên kia. Bạn cảm nhận được sự mong đợi từ họ. Nhưng khi cửa mở ra, thay vào đó là không khí huyên náo. Mọi người đều rất vui mừng khi thấy tôi. Đó là một thời khắc tuyệt vời. Tôi nhận được nhiều báo cáo cho thấy họ cười nhiều hơn khi Shannon ở trên Mir. Điều đầu tiên tôi thấy là khi Shannon quay về vào năm 1979. Cả phi hành đoàn xung quanh cô ấy cười nói rất vui vẻ. Khi tôi gọi họ, điều đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng Shannon cười. Thế nên tôi nghĩ sự vui tính của cô ấy đã chuyển cho mọi người. Và tôi nghĩ sự vui tính ấy là lý do khiến nhiệm vụ này thành công tốt đẹp. Bây giờ John Blaha sẽ quản lý công việc được bắt đầu bởi Norm Taggart, Lucis Salen và những phi hành gia khác. Họ thực sự là những người tiên phong, là những người đầu tiên định cư ở lãnh thổ mới bên ngoài trái đất. Những người khác sẽ tiếp nối họ. Đây là phòng của John, vẫn còn sót lại quả bóng sinh nhật của Salen. Và cô tạm biệt anh ấy, người cô yêu quý cũng như thư viện của mình. Nhưng tôi nói với John rằng anh ấy sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời, chỉ là chờ nó đến và tận hưởng những ngày đó. Chúng ta đi thôi. Được rồi, đồng hồ đang đếm. Tàu đã tách vật lý thành công. Nhìn thật là đẹp. Ok, gọi đi, chỉ vài giây thôi. Thực hiện mở, đã tách hoàn toàn. Càng lúc càng rời xa Mir, tôi nói lời tạm biệt với ngôi nhà mình đã ở 6 tháng qua. Tôi cũng nói lời chào với những người bạn của mình. Với những cảm xúc buồn vui lẫn lộn, tôi nói lời tạm biệt với tất cả.
Một ngày sau khi Salen hạ cánh, Tổng thống Clinton đến Houston để chào mừng cô ấy trở về, bất chấp mọi dự đoán sau 188 ngày và đi hơn 67 triệu dặm trong không gian, Salen trở về trong sự chào đón của mọi người. Khi ở trên Mir, có nhiều lúc tôi nghĩ rằng, ai có thể nghĩ rằng một đứa trẻ lớn lên ở Oklahoma trong thập niên 50 lại có thể ở trên một trạm không gian của Nga cùng với những người Nga khác trong 6 tháng. Đó là điều mà bạn không nên đưa vào cuốn tiểu thuyết viễn tưởng của mình nếu bạn đang viết nó. Khi tiến sĩ Lucid đã học lớp 8, cô ấy đã viết bài luận nói rằng cô ấy muốn trở thành một nhà khoa học tên lửa. Cô giáo nói với cô ấy rằng không có cái gì gọi là khoa học tên lửa, và nếu có, thì nó không dành cho một phụ nữ. Những người tiên phong cho thấy rằng họ là những người giỏi nhất, và tiến sĩ Sanun ngày nay trông thật vĩ đại khi đứng sánh ngang với họ. Chúng ta biết ơn cô ấy. Chào mừng cô trở về nhà. Cảm ơn. Phải mất rất nhiều thời gian học tập và tìm hiểu kiến thức để con người có thể bay trong không gian. Trong nhiều năm rồi, chúng ta đã làm việc hoàn toàn tách biệt với nhau. Nó khuyến khích chúng ta hợp tác cùng nhau làm việc hơn nữa để xây dựng một tương lai thịnh vượng và hòa bình, thay vì cạnh tranh với nhau. Chúng ta đang xây dựng cây cầu tới tương lai. Sự hợp tác làm cho nó thêm vững mạnh. Có thể có những trở ngại trên đường. Con cháu chúng ta sẽ đặt chân đến những hành tinh khác. Những thế giới mới sẽ được chúng khám phá. Sẽ như thế nào nếu Nga và Mỹ cùng hợp tác để khám phá sao Hỏa và lựa chọn chúng tôi thành phi hành đoàn?